Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đã có mặt trên kênh YouTube nha. Hôm nay Trường Anh vừa cập nhật mới nhất một mẫu Toyota Vios. Đó là dòng xe Toyota, là một thương hiệu rất là đẹp anh chị nha. Em nó sản xuất năm 2017. Mệnh danh cho em nó là Toyota Vios bản E, số tự động anh chị nha. Đời 27 thì cô chú anh chị đừng hỏi Trường Anh về máy móc, keo chỉ sơn, gầm bệ. Nói chung là đẹp lắm. Mới tinh. Mới chạy đúng có 28.000 thôi nha. Hai cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản của dòng Toyota Vios nè. Dòng xe này biệt danh là nồi đồng cối đá, đi bền cực kỳ. 30 năm, 40 năm vẫn chạy tốt anh chị nha. Đẹp chưa? Trắng ốc trinh, kết hợp là ABS chống bó cứng phanh. Mâm là mâm đúc nguyên bản của con Toyota nha. Vỏ con được tương đối là khá mới 80%. Dòng này thì cho Trường Anh mạn phép bỏ qua phần gầm bệ. Đây là phong dáng của anh chị nè. Đẹp như nhau, thông số kỹ thuật nè. Mức độ tiêu hao nhiên liệu nè. Chạy đường ngoài đô thị chỉ còn có 4,7 lít trên 100 km thôi. Màu trắng nè, mâm ABS đầy đủ chức năng trên con xe rồi, bảo hành định kỳ của hãng luôn. Đời 27. 27 là một form nha. Qua 28, 29 là form đèn mắt liếc anh chị nha. 49A18228. Kết hợp là chủ nhà đã lên bô vẽ cho em nó phía sau nè. Nhìn rất là dễ thương. Biểu tượng của chữ Toyota bản E đây anh chị. Một mẫu xe gia đình 100%. Form dáng trắng ngọc trinh, đẹp tuyệt vời. Xi nhan trên gương chiếu hậu, gương từ cục từ mở, phần tắp bi nè. Bước vô còn thơm phức mùi nỉ của nhà sản xuất luôn. Máy lạnh đang mở đây. Ghế là trang bị cho em nó là ghế nỉ nguyên bản của nhà sản xuất nha. Vô lăng nè. Vô lăng tích hợp là vô lăng ba chấu. Trang bị là túi khí. Đây là côn số tự động anh chị nè. Đây có số cơ. Đây có chuyển qua số cơ nữa anh chị nha. Đó. Thảm chống nóng đầy đủ. Trang bị nguyên bản là một cái màn hình Toyota nghe nhạc thôi. Vios là thảm chống nóng nè. E băng thì trang bị là túi khí đầy đủ nè. Táp lô táp bi đẹp như nhau nè. Anh chị xem phần táp lô táp bi của em nó nha. Xe cực green. Thơm phức. Thơm phức mùi bơ sữa. Đẹp lắm. Đây anh chị là ghế nè. Ghế là nguyên mạng của xe mới tinh, nội thất mới trong mới 90% luôn. Ti tán ốc 7 màu xanh rì. Mới chạy được có 28.000 cây rồi nha anh chị nha. 28.000 3 năm thì chủ nhà chạy cực kỳ lợi ích luôn. 49 là Đà Lạt của em. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ nha. Một buổi chiều Đà Lạt tuyệt vời, nhẹ nhàng, trang hòa. Dưới ánh nắng ban mai, ngây ngất mùa thu xanh luôn anh chị ạ. Táp lô táp bi sạch sẽ lắm. 5 chỗ ngồi khay học tùy tay. Ghế nỉ là thơm phức. Nỉ non, ghế nguyên bản của nó là ghế nỉ hết toàn bộ trên chiếc xe này nha cô chú anh chị. Thảm là thảm của Vios luôn nè. Dòng này sơn rin phủ lên tới 95% chất sơn rin. Trang bị là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh. 4 thắng ABS nhé. Hai cụm đèn nguyên bản halogen phía sau. Mới lên keng xà beng luôn. Đam mê thỏa sức sáng tạo cùng với Trường Anh Ô Tô thì alo cho em. Xe chính chủ. Ký hồ sơ cho anh chị một nút nhạc. 4 cánh cửa để dán phim cách nhiệt hết toàn diện trên chiếc xe rồi. Đây là phần tắp bi cửa nè. 4 cánh chỉnh điện lóc khóa mở cửa đang hoạt động. Con này có kết hợp là gương từ cục từ mở, gương chỉnh điện. Vô lăng thì sao ạ? Những cái vân gai này anh chị thấy mới không? Không một dấu hiệu được phai mờ. Mới đi được 28.446 km nhé. Mới chưa? Ti tán của ghế ốc 7 màu xanh rì, côn ga số nè. Không có dấu hiệu là phai mờ luôn anh chị. Mẹt tem nguyên bản của dòng xe Vios đây. Chuẩn lắm. Một mẫu xe nồi đồng cối đá khá là thông dụng. 4 cửa tắp bi nè. Không một tí phai mờ luôn. Đẹp như nhau nhé. Chất lụi. Con này tích hợp là trang bị đồng hồ gương lồi. Con này để Trường Anh tắt máy, Trường Anh đề lại cho cô chú chị nha. Xem thử cái chức năng của nó là có những gì trên con xe nè. Đây nè, ABS nè, trợ lực lái nè. Chống chân trượt. Có theo cả chức năng chống chân trượt. Quá là tuyệt vời. Nhích nhẹ phát nổ máy nè. Đi đúng được 28.000 vô lăng. Mới cho trang bị túi khí bằng trợ lực lái cực kỳ đầm. Tắp bi tắp lô chỉ có những cái vân gai nè. Đó, những cái vân gai nè. Đây là nhựa giả da hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Toàn bộ tắp lô tắp bi là nhựa giả da hết toàn bộ.
Đây là trên phần táp lô nè. Đó, trang bị túi khí nè. Hầu như dòng Vios người ta, hàng Việt Nam người ta sử dụng toàn bộ là giả, nhựa giả da hết. Một mẫu xe nhỏ gọn thôi. Cùng máy lạnh đây. Mọi thứ chức năng quân số nè. Có M cộng M trừ nè. Anh chị kéo về R là dê, kéo về N là mo, D là chạy, kéo qua đây. Số thể thao. Đó, số cơ, chừng anh gọi đây là số cơ anh chị nhá. Bộ số dít dắt đó. Lóc khóa, hai chìa khóa rin theo xe. Con này có kết hợp là gương từ cụp từ mở nè. Đó, gương từ cụp từ mở. Và kết hợp cho em nó là gương chỉnh điện. Đầy đủ chức năng. Siêu chất 27. Đẹp lắm, nội thất nè. Đó, bà con có bác xem nhé. Cực đẹp. Xi nhan trên gương chiếu hậu. Trắng ngọc trinh. Ngày xưa Trần Anh cũng đã từng chạy một con Vios này. Cũng một con Vios bản E đời 2019. Em này thu hai đời thôi mà vẫn đẹp. Khác hai cụm đèn phía trước và phía sau anh chị nha. Máy êm ru. Cục máy là phấn son 7 màu còn in sâu vào đôi môi bé nhỏ luôn. Anh chị có nắp capo nè, mới chưa? Trên nắp capo là không có một dấu hiệu trầy xước nha. Mạc tem nguyên bản của nắp capo nó còn rin như thế này nè. Hai bên phần thân trụ, những đinh bấm điện nguyên bản của nhà sản xuất luôn đây nè. Phấn son ốc 7 màu, không một dấu hiệu được khui ra chỉnh lại. Mới có 3 năm thì cô chú đừng hỏi anh chị xe có làm máy hay chưa. Nói chung xe này như xe mới rồi. 27. Cục máy là rin chưa? Phấn son ốc 7 màu, xanh đỏ tím vàng đầy trên con xe luôn. Còn bảo hành định kỳ theo hãng 100.000 km anh chị nha. Hai bên phần thân trụ là những cái đinh bấm nè, quấn xung quanh phần thân trụ, tạo cho em nó có một cái sự bao bọc rất là chắc chắn. Đây là Trần Anh gọi là nồi đồng cối đá anh chị nha. Dàn trước là hai cụm đèn nguyên bản nguyên rin hết. Mới lên keng xà beng luôn. Bà con thấy cục máy cực kỳ mới chưa? Mới lắm. Mới tinh, mặt cái lăng trước biểu tượng của Toyota. Em này họ trắng thì chắc chắn rồi. Anh ấy phải là tên Trinh, không tránh khỏi nha. Em họ trắng, anh ấy là tên Trinh. Trần Anh gọi là trắng ngọc trinh. Đẹp tuyệt vời. Cục máy rin nồi lắm. Trang bị là cụm thắng ABS nè. Xa xa ở cuối góc này có ABS đứng chờ tại nơi đây nha. ABS đầy đủ. Boe nguyên bản là cảm biến gió nè. Rin chưa? Từng những con tán là máy đang hoạt động anh chị ạ. Nổ êm ái như vòng tay yêu thương của mẹ hiền yêu dấu nha. Đẹp tuyệt vời. Lấy về là chạy thôi. Đăng kiểm tháng 3 năm 2022. Dòng này đăng kiểm khá là cao, 1,5 năm lần nha cô chú anh chị. Bốn cánh cửa đẹp chưa? Không một dấu tích là đâm va, sơn si không một dấu hiệu chảy luôn. Sơn rin phủ toàn bộ. Toàn bộ trên chiếc xe. Có cả cam dê nữa nè. Đây là phần cốp sau nè. Nỉ non chập trùng. Đây là phần phía trong cốp anh chị coi nè. Nỉ nguyên bản của nhà sản xuất nè. Đẹp như nhau nhá. Dòng này thì chúng ta chỉ coi cứng đụng thôi. Còn máy móc gầm bệ thì không cần phải coi nữa đâu ạ. 27 thì làm gì có chuyện bục gầm. Nè. Vỏ xe cua nè. Vỏ xe cua này thì chắc chắn rồi. Đã có từng chạm đất anh chị nha. Xe có sao báo vậy. Đời 27 vỏ xe cua đã từng chạm đất. 5 mâm đúc luôn. Nguyên bản của Toyota. Ok chưa? Toyota Vios là một anh chàng lực lưỡng. Màu trắng ngọc trinh nhẹ nhàng đan chen nhưng đầy khuyến rũ trong cuộc sống luôn. Trần Anh gọi là S-Center đó bà con. Ok chưa? Sức nuôi qua thời gian và năm tháng. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Chuẩn chưa? Hết xe chưa? Con Camry chưa bán được nữa kìa. Anh bị lùi con Camry. Đẹp lắm. Đó, bà con nào đam mê về mẫu Toyota này thì alo cho Trần Anh ô tô.
mới chạy có 28.000 cây thôi nha cô chú anh chị nha. Nhớ đăng ký channel bên Trường An Ô Tô và đừng quên bấm vào chuông thông báo, cập nhật về từng ngày, về từng giờ về những mẫu xe mới nhất về phục vụ cho cô chú anh chị luôn ạ. Một lần nữa Trường An xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye.